gửi đến toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt trong bình an và tình liên đới của Đức Giêsu Kitô. Kính thưa Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và anh chị em di dân thân mến, hiệp chung niềm vui của anh chị em di dân thế giới trong ngày quốc tế di dân và đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho toàn thế giới với một ý thức sống động rằng chúng ta là một gia đình nhân loại. Quả thực, chúng ta đang hiện diện nơi đây và chia sẻ cùng nhau trong một niềm tin và một tình yêu.